này bán 2 cây, cây sâm hương đây, cây này có ngón chân cái nha bạn, cây này cái đế đẹp, cây này với cây cây này cây linh san nha bạn, cây này cây siêu mini, cây này mình mới uống lại nè, cây này nhà mình trồng hồi xưa mình trồng từ hình như là từ cái rễ trồng từ cái rễ của cây 86 vô kẻ mình uống là cây này là cái cây 86 nha bạn, linh san 86 trồng trong cái ly nè, cái ly mình khoan mình trồng nè, cây này nó nhỏ hơn ngón tay út nữa nha, siêu mini mini siêu mini gì đó, đại khái 2 cây, cây này 100 ngàn, cây này 100 ngàn, 2 cây 200 bao ship các bạn ơi, cho giữ hộp quẹt này. Này gửi luôn cái ly này mình mới ép vô cái ly này. Thì bữa mình trồng trong cái chậu bự, cái túi bự, 2 cây sâm hương nha, sâm hương với linh sam này là 86, cây này cây riêng nha bạn, trồng từ cái rễ của cây 86 á, chúng nó cây ghép vào nhà, mình lấy cái rễ khác mình ghép đi nha, rễ 86 thì nói chung cái dòng 86 á, thì các bạn nuôi là phải khéo, nó dễ bỏ chi, dễ bỏ tàn lắm, bông thì nó cũng dễ lắm, bông nó cũng đẹp lắm nhưng mà lá nó cũng đẹp nhưng mà nó dễ bỏ chi, dễ bỏ tàn, nó không bằng cái lá lớn đâu nha, còn rí tân phú là phải cầm thời gian tự chết luôn các bạn ơi, giống như nó đột biến ra rồi nhưng mà nó không có thường chủng, nó không có như nó sức sống nó không mạnh các bạn, không bằng mấy cây lá lớn đâu, 100 ngàn, 100 ngàn nữa, nói chung bán 2 cây chứ không phải riêng gì, 100 ngàn tính vậy thôi chứ các bạn, chứ cây còn mấy chục ngàn tiền ship hết mấy chục nó rồi, 2 cây. Cây này nhìn nó cũng hay hay lắm nha, mấy chục ngàn đem về để bàn chơi món ra bông nhìn cũng đẹp, năm nữa là bạn nhìn vậy chứ nó khác liền, nhìn vậy chứ đơn sơ chứ năm nữa nhìn nó khác liền. 2 cây.